uống rượu và rượu cua biển, đặc biệt là rượu cua biển. Ốc xào sa tế, phải không em? Ốc xào sa tế. Đây là riêu cua đó. Chả gì? Chả cua. Chả cá, cái tôm, cái lụa. Cái tôm. Chả tôm. Còn từ nấm này, nhắn thịt xay. Cái này còn có nấm và thịt xay ở trong đó nữa, ăn rất là giòn. Đặc biệt là quán rất là sạch
nước bún riêu ở đây là do được chị chủ nấu với lại rất là nhiều cua và xương heo, cho nên là nó có cái vị hậu nó ngọt, không phải là ngọt như là bột ngọt như những chỗ khác, ăn vào sẽ cảm thấy nó chát chát lưỡi và nó mệt mỏi. Thì ăn ở đây là nó có cái vị ngọt tự nhiên của xương cua và xương heo. Một tô đầy đủ ở đây là bao nhiêu em? Là 55 ngàn. Một tô đầy đủ 55 ngàn. Còn thấp nhất là 40 ngàn một tô. 45 chị ạ. 45. Kỳ đồng của bà Huyền Thanh Quang nha các bạn, ngay số 24, số 24 Kỳ Đồng, các bạn đang thấy đó, có một quán ba lấu rất là nổi tiếng ở khu vực quận 3 thế này, bán trên lề đường trước cổng trường Mẫu Giáo thôi, nhưng mà rất là được nhiều người yêu thích vì ngon và sạch sẽ. Đây đây đây, đây. Bé ăn đâu ớt không bé? Ly hả? 2 ly mới ly 30 rau để riêng hả? Cái cây bịch gì á, bịch đi. Cho nó gọn hả? Bịch đi rồi về đổ ra ăn. Đúng rồi. Bịch đi. Bà chủ phá lấu ngon nhất quận 3 đang múc bỏ về cho khách đây các bạn. Rồi phá lấu rất là to. Nếu mà ngon nhất thì không ngon nhất thì cũng ngon nhì nha các bạn. Đây là nước chấm đây. Các bạn thì thấy chỉ là một góc nhỏ thôi, nhưng mà mới mở ra nhưng mà khách rất là đông rồi. Đó, khoảng gần chục khách rồi các bạn, khách mới vô, khách đang mang về, khách đang đợi thức ăn và khách đang ăn. Các bạn sẽ thấy có anh chồng đang phụ chị nữa các bạn. Chị ơi, chị ăn phá lấu của bà chị này lâu chưa ạ? Dạ lâu rồi anh. Khoảng mấy năm rồi chị? Năm rồi. Chị thấy phá lấu ở đây so với phá lấu chỗ khác thế nào ạ? Dạ ngon, đầy đủ hết. Dạ, có rẻ không ạ? Rẻ. Một phần chị mua về là bao nhiêu tiền ạ? Em mua một phần 30 ngàn. 30 ngàn một phần. Rồi, em cảm ơn chị nhiều. Cái nồi phá lấu này thì có gồm những gì chị ha? Đầy đủ hết nè. Chị có thể kể tên vài cái gia vị ở trong này hoặc là vài cái bộ phận. Ăn lòng lắm, mía lắm, thế phèo có ong rồi, nói chung là những đồ lọc bò. Yeah. Đây là những bộ phận của con bò đúng không chị ha? Lòng lá mía tổ ong rồi ha. Rồi khách có thể ăn kèm bánh mì rất là giòn.
chị ơi, ở đây chị bán bao nhiêu năm rồi ạ? 24 năm rồi. 24 năm rồi. Thường thường là chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ? 2 giờ tới 8 giờ mà hết sớm rồi. 2 giờ chiều tới 8 giờ tối ạ? Khi 5 giờ rưỡi là chị bán hết rồi. À, mỗi ngày chị bán bao nhiêu cân phá lấu nữa ạ? Không biết, hết là về. Là một. Là chừng chừng khoảng bao nhiêu? Thì chị bán hết hàng thì chị mới dọn về. Nhưng mà khoảng là bao nhiêu cân ạ? Chung nó có bí mật. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Chị bí mật là chị không có tiết lộ số kg chị bán hàng ngày. Nhưng mà đây rất là đông các bạn nha. Liên tục sắc nhỏ và đảo. Cái vô đâu vậy, vô đâu để tôi coi với chứ. Quận 3, một con phố rất là giàu có, rất là đông đúc, hơi đắt đỏ nhưng mà có một quán phá lấu rất là nổi tiếng, rất là ngon, dành cho những người yêu thích phá lấu lúc chiều. Quán này bán chỉ có từ 2 giờ chiều cho đến khoảng 5-6 giờ tối, nếu mà trễ nhất là hết hàng là chị dọn về là khoảng trễ nhất là 8 giờ tối nha các bạn. Chị bán vài tiếng đồng hồ thôi và chị bán đã 24 năm rồi, rất là đông khách. Thì bán rất là nhanh. Bánh mì được chuyển tới. Là những người dân tranh thủ đi làm hoặc là đi ghé ngang qua chợt nhớ phá lấu á, ngon ở đường Kỳ Đồng đều ghé mua, một là mang về, hai là tranh thủ ngồi ăn các bạn.